Chấn động mọi người ơi, Lê Thị Lẹ Làng đã kiện YouTube nha mọi người. Cái bà Hoa hậu Bảy Màu đã kiện 46 kênh, còn cái bà mà Lê Thị Lẹ Làng đó chắc bà kiện 47 kênh đó. Trời ơi trời, sao mà tối ngày kiện thưa không vậy má? Quá mệt mỏi với mấy cái má hoa hậu này rồi, sao tối ngày kiện người ta? Nói nghe nè chị Lẹ Làng, ngày xưa đó lúc mà chị lên đó, chị réo gọi tên người này người nọ đó, sao không ai kiện chị hết trơn vậy hả? Mình cũng từng sống trong drama chị ơi, chị lên chị ghéo hết người này tới người kia rồi không ai kiện chị hết, rồi bây giờ chị đi kiện chị thua cái gì hả chị? Chị làm hay quá ha, để chị cảnh đọc cho mọi người nghe nha. Chị cảnh sẽ đọc cho mọi người nghe cái vụ mà Lê Thị Lẻ Làng kiện nè. Kính gửi cộng đồng mạng, trời ơi cộng đồng mạng mà kính gửi đâu này nọ đó, hay làm như chị á hả, kiểu mà làm như chị tôn trọng cộng đồng mạng lắm vậy. Người ta vô người ta nói chị, người ta góp ý chị, cái chị lóc người ta mà mắc mớ gì mà kính gửi cộng đồng mạng, rồi trời ơi làm như mình hề ngoan hiền lắm vậy, làm như mình hiền lắm vậy, kính gửi cộng đồng mạng đồ. Người ta vô người ta nói một câu cái lóc chặn người ta liền hả? Bà ơi bà đừng có bà quá trời quá đất bà nha. Thời gian vừa qua Lê Thị Lẻ Làng và Vũ Le bị bôi nhọ, nói chung là tùm lum đó, từ cá nhân cho tới doanh nghiệp, xuyên tạc hãm hại cá nhân và công ty của một số đối tượng. Chúng tôi đã trình báo lên công an thành phố và đã lập vi bằng tất cả các video và đã khởi kiện. Nói nghe này gái, muốn khởi kiện thì cũng chịu khó đi nộp đơn tùm lum á, nói chung là coi ai ở đâu người ta ở đó người kiện nha bà, chứ bà không có tập trung một chỗ được nha. Bà thấy người ta ở đâu là bà phải tìm tới chỗ đó bà gửi đơn. Tiếp theo nè, nó nếu như bà muốn kiện, bà kiện chị Phương Anh á, tại vì chị Phương Anh là cái người mà kiểu lên tiếng rất là mạnh mẽ luôn đó, cho nên là để mà kiện những người khác làm chi, tập trung đi, dồn hết lực đi, kiểu dồn hết tiền đồ này nọ đó kiện chị Phương Anh kìa, tại vì chị Phương Anh là một cái người lên tiếng rất là mạnh mẽ đó nha chị nha. Chúng tôi sống làm việc luôn tuân thủ pháp luật, chúng tôi không làm sai với các bạn và pháp luật, nhưng các bạn cố tình bịa đặt dựng chuyện dẫn dắt để tấn công chúng tôi nên chúng tôi phải nhờ đến pháp luật. Các bạn né tên cũng không gọi đúng tên cũng không có nghĩa là các bạn lẩn tránh được những sai phạm. Nội dung hình ảnh clip giọng của chúng tôi là bằng chứng rõ ràng nhớ các bạn sai phạm. Vợ chồng Lê Thị Lẻ Làng và Vũ Le kính mong pháp luật cứu giúp trả lại uy tín danh dự cho chúng tôi và doanh nghiệp. Chữ doanh nghiệp bị sai nha gái nha, chữ doanh nghiệp mà chữ danh đó là danh dự má ơi, chữ danh đó là danh dự, còn doanh nghiệp là thêm chữ o vô nữa. Bà viết mà bà trời ơi bà viết cái thông cáo báo chí mà còn sai lỗi chính tả như vậy thì làm sao mà được. Doanh nghiệp là doanh nghiệp chứ không phải là danh nghiệp mẹ ơi mẹ. Trời ơi là trời, viết mà cũng sai tùm lum hết trơn á, sai lỗi chính tả nè, cái này là lỗi cơ bản nè. Doanh nghiệp là cái gì? Danh dự chứ không có doanh nghiệp, không có ai mà ghi chữ doanh nghiệp như vậy chứ gái. Doanh nghiệp là doanh nghiệp gì vậy? Lê Thị Lẻ Làng và Vũ Le tin tưởng sống và làm việc theo pháp luật vậy hả? Vậy hả? Chứ ngày xưa đó cái lúc mà bà lên đó, bà réo gọi cha mẹ của anh mà cố ca sĩ Dân Quang Long đó, bà lúc đó bà sao, lúc đó ai kiện bà? Bà lên bà gọi tên người ta, bà nói thầy cô như thế nào, để bà tôi nhắc lại cho bà. Tôi nhắc lại cho bà, ngày xưa bà lên bà réo gọi cha mẹ của anh Dân Quang Long, thầy cô đó. Bà gọi cho đã vô đi. Rồi ca sĩ Phi 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 đó. Bà cũng lên bà làm người ta. Bà lên bà làm người ta quá trời quá đất đó thì ai nói tới bà, trong cái drama nào bà cũng nhảy vô hết trơn á thì ai kiện bà hả? Bà làm như là bà hồi trước giờ bà không có nói gì tới ai hết trơn, bà làm như bà hay lắm vậy. Trời ơi sống ở trên drama đó gái ơi, thì đừng có nói cái từ kiện tụng gì hết trơn á, mình nói tới người ta được cái người ta nói tới mình cái mình kiện, y chang như cái bà hoa hậu Bảy Màu luôn. Trời ơi chị em song sinh hả gái, chị em song sinh hả? Bởi vì cả hai là hoa hậu đó, má nào hoa hậu cũng thấy quá mệt mỏi chân á. Hoa hậu chứ phải hoàng hậu đâu mà nói người ta được, người ta nói tới cái kiện thưa. Rồi thêm nữa là đây nè, nội dung hình ảnh và giọng nói của chúng tôi là bằng chứng, đúng rồi đó má, tại vì những cái gì má nói đó người ta phản biện lại.
Thì đó, rồi đi thưa đi, đi thưa để anh ta phát cái giọng đó lên coi má cái nói cái gì. Chính xác là giọng nói của bà luôn đó bà. Rồi bà đi kiện cái gì, bà lập vi bằng cái gì, tại vì cái đó là chính miệng bà nói ra luôn mà. Cái vụ mà bà hướng dẫn bà kêu là 15 phút 15 ơ gì đó có không? Bây giờ có không hay là người ta ấy cho bà? Cái vụ mà bà kêu 15 phút 15 ơ gì đó, mấy bà ơi tôi giữ dành 15 phút 10 ơ gì đó, đó có không? Có không? Bây giờ đi kiện đi, đi kiện đi để cho người ta vô người ta nghe luôn. Người ta nghe luôn cho nó kỹ để cơ quan chức năng người ta vô người ta nghe đó, một hoa hậu, một danh nhân mà đi lên trên mạng đi truyền đạt những cái thông tin đó đó. Vài bữa người ta cấm sóng bà luôn bây giờ đó. Bây giờ vài bữa là người ta cấm sóng bà luôn đó, người ta coi như ta phong sát bà luôn đó. Nhà má không có cho bà lên viết báo, viết ơ gì trơn nữa luôn đó. Bà làm đi để cho cơ quan chức năng người ta vô người ta nghe cái vụ bà hướng dẫn 15 phút 15 ơ bà kia cái vụ mà rộng hẹp thế này thế kia đó đó, làm đi gái, làm liền đi để cho đẹp mặt ai làm như mình hay lắm vậy ha. Bà hay quá, bà doanh nghiệp doanh ơ, ai nói gì tới doanh nghiệp của bà, ai nói gì tới doanh nghiệp của bà? Cái vụ mà bà giảm giá bà khuyến mãi đó có không? Đang 18 triệu giảm xuống còn 2 triệu 6, 2 triệu 7, 2 triệu rưỡi gì đó, rồi đang 2 triệu mấy giảm xuống còn 8, 900 ngàn có không? Chính miệng bà nói thì người ta nói ôi qua my god cái gì vậy, sao mà bán buôn kiểu gì lạ lùng vậy, thì người ta thắc mắc tại vì bà là người của công chúng mà, bà là hoa hậu mà chứ không phải bà người thường, bà là hoa hậu, bà là người của công chúng cho nên là trời ơi báo nhau sao rồi giết bà quá trời đó, thì người ta cảm thấy thắc mắc là người ta nói ô sao tự nhiên có một cái bà hoa hậu bà bán như mắc cười quá vậy, bà bán sao mà đem 16 17 18 triệu gì đó rồi giảm xuống còn 2 triệu 6 3 triệu 6, thì người ta nói như vậy có sai không? Mà bà kiện cái gì? Chính miệng bà luôn đó, bà ghi là chính giọng nói của tôi đúng rồi đó, chính giọng nói để người ta điều tra luôn, người ta điều tra coi sao tự dưng bà bán vậy, rồi giá cả bà bán như thế nào, bà niêm yết ra sao, rồi bà nhập vô như thế nào, rồi bà bán ra sao, để người ta điều tra luôn cho nó rõ ràng ha, để cho người ta vô cuộc đây, người ta điều tra luôn coi thử coi bà nhập vô cái đó là bao nhiêu, hóa đơn đỏ hóa đơn chứng từ rồi đó bà nhập vô bao nhiêu, rồi tại sao bà lại đưa lên một cái giá cao ngất ngưỡng ở trên trời trên mây, rồi sau đó bà đưa xuống một cái giá nó rẻ rề như vậy đó, người ta vô người ta điều tra luôn đó gái đó, người ta vô người ta điều tra luôn, sẵn người ta điều tra lên coi thử coi là cái đó cái hàng đó đó bà nhập vô giá bao nhiêu, rồi tiền bà bán ra giá bao nhiêu, hóa đơn nhập vô, hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra đó, hóa đơn đỏ đó này nọ xuất nhập rồi đó đó, người ta vô người ta kiểm tra luôn gái ơi, người ta kiểm tra chất lượng đồ này nọ luôn, người ta làm luôn, người ta coi mắt in ở đâu đồ này nọ luôn đó, người ta làm luôn, bà lên đi bà làm đi, bà kiện liền đi, bà kiện đi. Trời ơi, chính miệng bà nói 15 phút thì người ta nói 15 phút chứ người ta có nói quá đâu, người ta có nói là bà nói 16 phút đâu, ai cũng nên nói 15 phút, bà kêu 15 phút bà dặn 15 phút thì người ta nói là ôi trời ơi sao cái bà hoa hậu này bà quy định là 15 phút thì người ta nói như vậy, có sai gì không, có sai gì không? Hồi trước giờ bà ghéo gọi tên bao nhiêu người, bà lên miệng cái mạng bà cái miệng của bà lên mạng bà gọi con ve con này con kia bà gọi tùm lum tà la đó, rồi không ai kiện thưa bà, rồi bây giờ bà lên bà bảo vệ đâu bà thừa thượng tôn thượng ơn vậy. Ngày xưa đó cái vụ bà cha mẹ của anh Dân Văn Long đó, thầy cô có đụng chạm gì tới bà không, bà có hiểu cái vấn đề chưa? Lúc đó bà lên bà binh cái con mà Lan Lan gì đó, cái con Lan Lan, rồi thêm nữa bà còn kêu là bà mời nó về làm giám đốc giám ơ gì đó, rồi mời nó về rồi cho mượn nhà gì, ôi trời ơi hay hứa quá gái ơi, bao nhiêu drama cũng vậy đó, cũng cái nết vậy đó, hứa này nọ giám đốc giám ơ rồi hỏi cái kêu về làm cho lên giám đốc này giám đốc nọ, thôi đi gái ơi là gái, cái miệng của mình nó cũng không có vừa đâu, cho nên ngày hôm nay mình bị như vậy đó là tao nói là coi như là quả báo nhãn tiền đó, ngày xưa lên nói người này người kia cho nên bây giờ bị người ta nói lại là quả báo đó gái ơi, cho nên nếu như muốn kiện kiện chính mình kìa, kiện chính mình đưa hình mình lên mình hung, rồi mình lên mình hung ngoài đường ngoài xá có không, người ta nói có không, tôi thấy rõ ràng đi ra hung hung ôm hung đung lên đưa lên đó có không, rồi đông đưa trên sân khấu đó đu đưa đó có không, đi đu đi đưa gì đó đó có không, rồi thêm nữa là đi lên ngồi hướng dẫn cái vụ đó đó, trời ơi ba mấy bà ơi tôi giữ cái con này con kia rồi tôi bán nước rửa chén rửa này rửa kia có không đó, cái đó tại sao mà không có không 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 tự kiện chính mình đi, tại vì những cái hình ảnh đó cực kỳ làm cho ví dụ như ai nhìn vô người ta cũng cảm thấy rất là kỳ cục hết trơn á, thì hả nói chị Ni á hả kiện chị Ni bởi vì chị Ni làm vậy con bà ảnh hưởng, con bà đi học không được, vậy thì những cái hình ảnh những cái điều bà lên bà làm như vậy đó thì con bà nó có ấy không? Bà làm như bà hồi trước giờ bà lên trên mạng xã hội bà kiểu bà ok la lắm vậy, trời ơi là trời, kiểm tra lại đi coi bao nhiêu người ghét mình, đâu phải là mới đây người ta ghét đâu, người ta ghét từ lâu rồi gái ơi, tại cái nết của gái đó, kiện đi má.